Chị em dâm bụt đã làm lành, nhưng trưởng fan club của Đức Phúc vẫn ám chỉ Hòa Minzy là ký sinh. Những lời lẽ của trưởng MC Đức Phúc chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa, khiến cuộc chiến nhà hoa dâm bụt lại bùng nổ. Vốn được xem là một đại gia đình nhay lầy vô cùng đáng yêu, nhưng những ngày qua gia đình hoa dâm bụt đã có những xích mích, hiềm khích riêng khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Cụ thể tại thảm đỏ bế mạc Việt Nam International Fashion Week 2018, Đức Phúc có mượn chú cún cưng của Hòa Minzy để đi sự kiện nhưng đã lỡ miệng chê chó hô trên trang cá nhân. Đáp lại là những lời lẽ khá gay gắt từ chủ nhân của chú chó. Điều này làm dấy lên tin đồn Hòa Minzy và Đức Phúc đang chiến tranh lạnh. Ngay sau đó, Hòa Minzy cũng đã lên tiếng thanh minh cho sự việc. Cô nàng cho biết cả hai vẫn giữ tốt mối quan hệ chị em, nhưng dù sao cô cũng gửi lời xin lỗi vì bản thân không kiềm chế được, đã phát ngôn không đúng mực. Cô nàng cũng đã xóa status được cho là hiềm khích gây chiến kia. Ở bề nổi sự việc tạm xem là như thế, nhưng nhiều người tinh ý nhận ra rằng sở dĩ mối quan hệ của Hòa Minzy và Đức Phúc bị rạn nứt một phần cũng là do fan club của cả hai không được hoàn hảo cho lắm. Cộng đồng fan dường như đối đầu với nhau, dễ thấy nhất là khi hai người mâu thuẫn, trưởng fan club của Đức Phúc liên tục đăng tải lại những bài viết phi ý mỉa mai và châm ngòi cho việc hậu chiến. Cách đây ít phút, người này lại tiếp tục chia sẻ những vấn đề liên quan đến vụ việc. Trưởng fan club Đức Phúc tiếp tục mỉa mai Hòa Minzy. Hành động này của trưởng Đức Phúc đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ dân mạng. Cô nàng cho biết, trong lòng mình chỉ có Đức Phúc, mãi mãi là như vậy, còn những ký sinh xung quanh thì không mấy quan tâm. Cô nàng này cho rằng cứ dựa hơi người khác để nổi tiếng. Sống cuộc sống ký sinh thì sớm muộn gì cũng thất bại, showbiz luôn đào thải những con người như vậy. Trưởng fan club Đức Phúc cho rằng, chuyện bày tỏ thái độ thì đó là quyền cá nhân của mỗi người, các em không có quyền chỉ trích. Điều này chẳng khác gì đang ám chỉ Hòa Minzy là ký sinh, hiện tại chia sẻ này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm.